Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VChannel. Và hồi tháng 9 vừa qua thì Apple vừa cho ra mắt một cái mẫu Apple Watch mới, đó chính là chiếc Apple Watch Series 5, được đánh giá là không có gì quá là nổi bật so với lại chiếc Apple Watch tiền nhiệm của nó, chính là chiếc Apple Watch Series 4 về phần thiết kế cũng như là về phần tính năng. Vậy thì ở thời điểm này, nếu mà chúng ta muốn đầu tư cho mình một chiếc Apple Watch thì nên lựa chọn một cái phiên bản nào thì hợp lý? Thì ok, ở trên bàn của mình là một chiếc Apple Watch Series 3 phiên bản LTE với kích thước là 38mm. Nghe đâu trên biển Đông Bồ đang bán cái sản phẩm này với giá là tầm 5 triệu cho những cái máy dùng rồi và tầm 6 triệu cho những cái máy mới 100%. Và một cái cọng dây nylon cho bạn cảm giác đeo khá là chắc chắn cũng như là dễ chịu khi mà chúng ta đeo trong cái khoảng thời gian dài. Và link chi tiết của những cái sản phẩm này mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả. Và tại sao mình lại lựa chọn chiếc Apple Watch Series 3 này trở thành một chiếc Apple Watch đáng mua ở thời điểm này, thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích ở trong đoạn video tiếp theo đây. Đầu tiên là về phần thiết kế thì trên chiếc Apple Watch Series 3 này vẫn sở hữu những cái thiết kế mà trên những chiếc Apple Watch Series 4 và 5 là thừa kế của nó. Và dù hiển thị không được tràn viền như là trên những chiếc Apple Watch Series 4 và 5 nhưng mà màn hình vẫn được vuốt cong ở các cạnh cho cảm giác tay rất là thoải mái. Ngoài ra thì các nút của nó vẫn sở hữu những cái nút như là nút nguồn, nút digital cũng như là lỗ loa và cảm biến nhịp tim, không khác gì những cái mẫu Apple Watch mới nhất hiện nay. Và những cái mẫu dây như thế này trên những chiếc Apple Watch Series 4 và 5 vẫn có thể sử dụng được cho Apple Watch Series 3 mà không vướng phải bất cứ một cái vấn đề nào cả. Và tiếp đó là ở phần tính năng thì trên chiếc Apple Watch Series 3 này chúng ta vẫn sở hữu những cái tính năng làm nên tên tuổi của một chiếc đồng hồ thông minh. Chúng ta có cảm biến đo nhịp tim, có GPS, có NFC, có chống nước, có thông báo tin nhắn, gọi điện thoại cũng như là chỉnh nhạc và thay mặt đồng hồ vân vân và vân vân. Ngoài ra thì trên Apple Watch Series 3 vẫn được cập nhật những cái phiên bản Watch OS mới nhất đến từ Apple tại thời điểm này. Và cuối cùng đó là về tuổi thọ pin thì hầu hết tất cả những chiếc Apple Watch hiện nay đều có một cái tuổi thọ pin là như nhau, đó là chúng ta sẽ có một cái thời gian sử dụng 18 tiếng. Và cuối cùng đó chính là về phần giá thành. Thì giá của một chiếc Apple Watch Series 3 hiện nay đã thấp hơn giá của một chiếc Apple Watch Series 4 và 5 rất là nhiều. Và nó mang những cái tính năng cũng như là thiết kế không quá lỗi thời so với lại những cái mẫu Apple Watch mới nhất hiện nay. Thì tại sao đây không phải là một lựa chọn tốt nhất cũng như là xứng đáng nhất cho những người dùng xài Apple Watch vào thời điểm này? Và video của mình đến đây là kết thúc. Mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, cũng như là mình rất mong những cái ý kiến đánh giá cũng như là phân tích trên của mình có thể giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp với giá tiền cũng như là nhu cầu sử dụng của mình ở trong tương lai. Và mình tên là Thanh Trực đến từ VChannel. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.